Xin chào mừng và cảm ơn quý vị và các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng mới nhất phiên sáng ngày hôm nay. Hôm nay là Chủ nhật, ngày 14 tháng 7 năm 2024, được phát sóng trên kênh Giá cả thị trường. Ở bản tin này, kênh sẽ gửi tới quý vị và các bạn chi tiết một số thông tin trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước. Phần tiếp đến các bản tin là bảng giá vàng trong nước được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch buổi sáng nay. Sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Mở đầu của bản tin là một số thông tin trên thị trường và thế giới. Giá vàng trên thị trường thế giới đã khép lại tuần giao dịch bằng một phiên giảm với tỷ lệ giảm nhẹ là 0,18%, giao dịch ở mức 2.410 đô la Mỹ trên một ao. Bên cạnh đó, chỉ số đồng đô la Mỹ cũng trong xuống giảm, đứng ở mức 104,08 điểm. Trên thị trường tiền điện tử, giá trị đồng tiền điện tử Bitcoin trong xuống tăng, đứng ở mức 58.600 đô la Mỹ trên Bitcoin. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm giao dịch ở mức 4,187% trên một năm. Còn với thị trường năng lượng, giá dầu thô đóng cửa tuần này cũng bằng một phiên giảm và hiện tại đang đứng ở mức 82,19 đô la Mỹ trên một thùng. Trước khi đến với những thông tin chi tiết trên thị trường và trong nước, sau đây kính mời quý vị và các bạn cùng điểm qua một chút thông tin cũng như là phân tích trên thị trường và thế giới. Giá vàng trên thị trường thế giới neo trên mức quan trọng 2.400 đô la Mỹ trên một ounce và ghi nhận tuần tăng giá thứ ba liên tiếp, khi các nhà đầu tư tin tưởng rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed sẽ sớm hạ lãi suất. Tính cả tuần này, giá vàng giao ngay đã tăng gần 1%. Xu hướng tăng phần lớn bao trùm thị trường vàng trong tuần vừa qua nhờ số liệu kinh tế khả quan của Mỹ củng cố đồn đoán về việc Fed cắt giảm lãi suất. Các nhà đầu tư kim loại quý đã có một chuyến đi hoang dã khác trong tuần này khi vàng bị ảnh hưởng bởi những tin tích cực và tiêu cực, nhưng cân bằng lại có một tuần rất mạnh mẽ. Với khảo sát và hàng tuần mới nhất của hãng tin Kiko News cho thấy, các chuyên gia trong ngành gần như nhất trí về triển vọng tăng giá của vàng trong tuần tới, trong khi tâm lý bán lẻ cũng lạc quan chắc chắn. Theo Mark Chandler, giám đốc điều hành tại Ban Đốc Bôn Global Forex cho biết, xu hướng tăng giá của vàng vẫn tiếp tục. Còn theo James Stanley, chiến lược gia thị trường cấp cao tại Forex.com cho biết, ông nói, theo ý kiến của tôi, điều này vẫn nằm trong tầm kiểm soát của phe bò. Và thực tế là chúng đã giữ được mức hỗ trợ trong suốt quý 2, ngay cả khi có nhiều mô hình giảm giá đang diễn ra. Tôi nghĩ mức giá 2.500 đô la Mỹ trên một ounce vẫn rất khả thi. Theo Darren Newsom, nhà phân tích thị trường cấp cao tại Bacha.com, là người nghi ngờ duy nhất trong tuần này, cho biết vàng sẽ giảm giá. Ông nói, từ quan điểm kỹ thuật tháng 8 có thể chuyển sang xuống giảm ngắn hạn trên biểu đồ hàng tuần sau khi đạt đến mục tiêu trong khoảng từ 2.411 cho đến 2.440,10 đô la Mỹ trên ounce trong tuần này. Còn theo ông Sinlert, đồng giám đốc phòng ngừa rủi ro thương mại tại WeChasing đang làm sáng tỏ dữ liệu mâu thuẫn trong tuần của Mỹ để xác định hướng đi có thể xảy ra với vàng và nền kinh tế. Ông lưu ý, đồng bạc xanh tăng cao hơn một chút và sau đó mọi thứ quay trở lại do tâm lý người tiêu dùng đang yếu đi. Vậy, cái này có thực sự bù đắp cho cái kia ở đây không? Tôi đoán nó có thể. Tôi chỉ cảm thấy rằng mọi thứ đang diễn ra ở Washington và mọi nơi khác, tại sao bạn lại muốn bán khống vàng? Tôi dự đoán vàng có thể đạt 2.485 đô la Mỹ trên một ounce trong tuần tới. Trong tuần này, với 13 nhà phân tích phố Wall đã tham gia khảo sát vàng của Kiko News và ngoại trừ một ngoại lệ, họ đều đồng ý rằng kim loại quý này sẽ tăng cao hơn trong tuần tới. Với 12 chuyên gia, tương đương tới 92% kỳ vọng vàng sẽ đi lên trong tuần tới. Chỉ có một nhà phân tích chiếm 8% dự đoán giá vàng giảm, không có ai dự đoán vàng đi ngang. Trong khi đó, 178 phiếu bầu đã được bỏ ra trong cuộc thăm dò trực tuyến của Kitco, trong đó các nhà đầu tư main chip vẫn duy trì lập trường lạc quan từ tuần trước, với 119 nhà giao dịch bán lẻ, tương đương 67% dự đoán giá vàng tăng. 32 người khác tương đương 18% dự đoán kim loại quý này giao dịch thấp hơn, trong khi 27 người được hỏi đại diện cho 15% còn lại nhận thấy giá giao dịch đi ngang trong tuần tới. Tuần tới thì thị trường sẽ chuyển trọng tâm từ Fed sang Ngân hàng Trung ương châu Âu, nơi sẽ công bố quyết định lãi suất vào sáng thứ Năm. Quý vị và các bạn thân mến, phần tiếp đến của bản tin là một số thông tin trên thị trường và trong nước. Giá vàng nhẫn tròn trơn và vàng miếng SJC đã về sát nhau. Tuy nhiên trong những ngày qua, giá vàng nhẫn cao hơn giá vàng miếng SJC, trong khi trước đây giá vàng miếng SJC từng cao hơn vàng nhẫn tới hơn 10 triệu đồng trên một lượng. Điều này có bất thường hay không? Chia sẻ về vấn đề này, theo Phó Chủ tịch Hiệp hội Kinh doanh vàng Việt Nam, cố vấn cấp cao Hội đồng vàng thế giới tại Singapore, Indonesia, Thái Lan và Việt Nam, ông Huỳnh Trung Khánh đã trả lời như sau. Thông thường, giá vàng miếng luôn cao hơn giá vàng nhẫn, có thời điểm cao hơn tới 10 triệu đồng trên một lượng, do lại tăng vượt mặt giá vàng miếng SJC đúng là bất thường, nhưng ở góc độ nào đó thì có lý do. Giá vàng nhẫn bao năm vẫn diễn biến theo giá vàng thế giới, chỉ chênh lệch từ 3 đến 4 triệu đồng trên một lượng so với giá vàng thế giới. Còn với vàng miếng SJC, vì là thương hiệu quốc gia, được người dân ưa chuộng, hàng khan hiếm nên có thời điểm
cao hơn giá vàng nhẫn 10 triệu đồng trên một lượng, cao hơn giá thế giới tới 20 triệu đồng trên một lượng. Tuy nhiên, sau khi có sự can thiệp của ngân hàng nhà nước, giá vàng miếng SJC đã giảm mạnh và thời gian qua liên tục đứng yên, không biến động theo giá thế giới. Về nguyên tắc thì giá vàng miếng cao hơn vàng nhẫn, được ưa chuộng hơn vàng nhẫn bởi vàng miếng có nhiều ưu điểm hơn như là thương hiệu quốc gia, chất lượng uy tín hơn, không dễ để làm giả làm nhái, còn vàng nhẫn có nhiều thương hiệu khả năng làm giả làm nhái dễ hơn vàng miếng. Vàng nhẫn chỉ có ưu điểm là đơn vị nhỏ, vừa túi tiền với người dân. Trong khi vàng miếng hiện tại chỉ có loại một lượng nhiều tiền mới mua được. Với biện pháp để can thiệp bình ổn thị trường vàng bằng cách bán vàng cho 4 ngân hàng thương mại quốc doanh và công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn để bán trực tiếp cho người dân. Vậy thì vị chuyên gia này sẽ đánh giá như thế nào về hiệu quả của phương pháp này? Giải pháp này đã mang lại hiệu quả là thu hẹp chênh lệch giữa giá vàng miếng SJC và giá vàng thế giới, hiện tại chỉ còn khoảng từ 3 đến 4 triệu đồng trên lượng, đạt được yêu cầu đầu tiên theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Tuy nhiên thì hiện nay nhiều phản ánh cho thấy lượng cung vàng ra thị trường còn ít nên người mua khó tiếp cận, cũng cần hiểu là nếu muốn nguồn cung dồi dào, Việt Nam phải nhập vàng nguyên liệu và dập vàng miếng SJC. Mà lúc này, như tôi được biết, ngân hàng nhà nước đang ưu tiên nguồn dự trữ ngoại hối dùng để giữ ổn định tỷ giá Việt Nam đồng trên đô la Mỹ. Hy vọng là khi mục tiêu bình ổn tỷ giá hoàn thành, ngân hàng nhà nước sẽ xem xét nhập vàng nguyên liệu về để tăng nguồn cung cho thị trường. Và cũng theo ông Huỳnh Trung Khánh, về lâu dài để ổn định thị trường vàng, trước tiên cần nhanh chóng sửa đổi Nghị định 24 năm 2012 NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh vàng. Theo đó, ngân hàng nhà nước có thể bỏ độc quyền thương hiệu vàng miếng SJC. Còn nếu ngân hàng nhà nước muốn giữ độc quyền thương hiệu vàng miếng SJC, vì thương hiệu vàng miếng SJC đã chiếm tới 90% thị trường, nếu để nhiều thương hiệu vàng miếng khác nhau, người dân có thể vẫn sẽ chuộng vàng miếng SJC thì cần cung ứng đáp ứng đầy đủ nhu cầu của thị trường. Với việc độc quyền nhập khẩu vàng, ngân hàng nhà nước cần xem xét lại. Bên cạnh đó, ngân hàng nhà nước xem xét có nên quản lý vàng nữ trang không, hay coi đó như mặt hàng bình thường để Bộ Công Thương quản lý cho nhập khẩu vàng cũng là giải pháp quan trọng, vừa tăng nguồn cung ra thị trường, vừa hạn chế tình trạng nhập lậu vàng. Trở lại với bảng giá vàng trong nước trong phiên giao dịch buổi sáng nay, như vậy là sau hơn một tháng bất động, trong phiên sáng ngày 13 tháng 7, nhiều doanh nghiệp vàng lớn đã tăng mạnh giá mua vào vàng miếng SJC, kéo chênh lệch mua bán về mức còn 1,5 triệu đồng trên một lượng. Chi tiết của bảng giá này kênh sẽ gửi tới quý vị và các bạn ngay sau phần cuối của bản tin. Còn đối với thị trường tiền tệ, tỷ giá đô la Mỹ các hàng thương mại mua vào mức 25.204 đồng trên 1 đô la Mỹ, bán ra mức 25.454 đồng trên 1 đô la Mỹ. Giá đô la Mỹ trên thị trường tự do mua vào mức 25.690 đồng trên 1 đô la Mỹ, bán ra mức 25.770 đồng trên 1 đô la Mỹ, tăng 35 đồng trên 1 đô la Mỹ ở cả chiều mua vào và chiều bán ra. Phần cuối cùng của bản tin là bảng giá vàng chi tiết được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch buổi sáng nay. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi và tham khảo thêm nhé. Đầu tiên là giá vàng SJC tại ba thành phố lớn. SJC Hồ Chí Minh từ 1 đến 10 lượng, mua vào 7.548.000, bán ra 7.698.000. Chênh lệch mua bán ở mức 1.500.000 đồng trên lượng và đơn vị đo bảng giá này là triệu đồng trên một chỉ. SJC Hà Nội và SJC Đà Nẵng mua vào 7.548.000, bán ra 7.698.000. Doji Hồ Chí Minh và Doji Hà Nội mua vào 7.498.000, bán ra 7.698.000. Pinji Hồ Chí Minh và Pinji Hà Nội mua vào 7.548.000, bán ra 7.698.000. Phú Quý SJC mua vào 7.580.000, bán ra 7.698.000. Bảo Tín Minh Châu mua vào 7.588.000, bán ra 7.698.000. My Hồng SJC mua vào 7.620.000, bán ra 7.698.000. Ngân hàng Exim Bank mua vào 7.548.000, bán ra 7.698.000. Ngân hàng Tây Bank Gold mua vào 7.498.000, bán ra 7.698.000. Tiếp đến là giá vàng SJC một số tỉnh thành phố khác. SJC Nha Trang và SJC Cà Mau mua vào 7.548.000, bán ra 7.698.000. SJC Huế, Miền Tây, Biên Hòa, Quảng Ngãi, Long Xuyên mua vào 7.548.000, bán ra 7.698.000. SJC Bạc Liêu, Phan Rang, Hạ Long và Quảng Nam mua vào 7.548.000, bán ra 7.698.000. Cuối cùng là giá nhận đồ số 9 và một số loại vàng nữ trang SJC khác. Nhận đồ số 9 từ 1 đến 5 chỉ mua vào 7.515.000, bán ra 7.665.000. Vàng 4 số 9 mua vào 7.505.000, bán ra 7.605.000. Vàng 24K mua vào 7.329,7 nghìn, bán ra 7.529,7 nghìn. Vàng 18K mua vào 5.469,3 nghìn, bán ra 5.719,3 nghìn. Vàng 14K mua vào 4.199,2 nghìn, bán ra 4.449,2 nghìn. Vàng 10K mua vào 2.936,6 nghìn, bán ra 3.186,6 nghìn.
nhẫn tròn bột số 9 Hương Thị Vượng Doji mua vào 7.590.000, bán ra 7.715.000. Mọi diễn biến tiếp theo trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước sẽ được kênh liên tục cập nhật ở những bản tin tới. Quý vị và các bạn đừng quên bấm nút đăng ký kênh phía dưới góc phải màn hình của video này, cũng như tích luôn quả chuông ở bên cạnh để mỗi khi có bản tin mới, kênh sẽ tiện thông báo tới quý vị và các bạn hơn. Còn bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tới.